Còn 6 kg luôn đó. Nguyên đọc luôn nha. Mình đi ta. 7 kg. Nó nói không nghe, cái lọp này lọp không, hôm qua con đổ ốc xong rồi, con không biết để đâu, con giục mẹ với cái đó. Thì cũng như là để cho đừng có bị con... Mẹ nhiêu cái? Tôi chưa biết. Để đó, tụi không có vô con hoài. Trời ơi trời. Này cả lọp cả là để hết luôn rồi. 5 kg. Tao nó 7 kg đó. 6 kg á. Nó lên hoài tao. Lên đâu nãy 6 kg bây giờ mà. Nãy 5 mà. Tao 7 kg. Hey you mister. Được chưa? Được chưa? Đó, 6 kg, 5 kg rưỡi. Trời ơi, nhìn ngang có 5 kg ông cố ơi. Cả mẹ lẫn con lên là 5 kg. Cái nhỏ có nhiêu đâu. Mấy người ta bắt mà ta biết. Rồi cái để lên trên cái để trên cái trên thì sợ bị chó xé với chuột cắn, giục mẹ với mương. Hồi nãy đi ra cho gà ăn sao thấy nó lập lúc để thì bình thường mà bây giờ nó tung banh cạnh chân. Cây nó vuột hết trơn luôn. Nó nói rồi vậy rồi, nó cho mà chứ. Tính nào dính cái chơi nhỏ nhỏ, dở lên một cái, thầu. Gì vậy?